Rồi bây giờ chiếc nón đầu tiên em xin tặng cho anh Tâm. Anh Tâm hôm nay sẽ phụ trách trong chuyến đi là anh ấy sẽ làm hệ thống điện cho một ngôi chùa ở dưới Trà Vinh. Rồi mời anh đội nón. Đó. Thành viên câu lạc bộ tiên cá được hãng Rimia tài trợ làm thiện nguyện ở Việt Nam. Đó, ba logo, ba ý nghĩa. Đó, đây. Các bạn thấy anh Tâm ngầu không? Đó, đẹp trai lên liền, đẳng cấp lên.